Xin chào mọi người và đặc biệt là những người tuổi Tỵ. Đây là video clip mình sẽ chia sẻ với mọi người về vận hạn tử vi của cái tháng Bính Tý, tháng 11 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của mọi người. Một cái tuổi mà năm nay mình như đã nói hồi đầu năm là Tỵ Dậu Sửu 3 tuổi là chịu tam tai. Năm nay thì là năm đầu tiên cho nên là người tuổi Tỵ chịu nặng. Thì có rất là nhiều điều không tốt đẹp cho người tuổi Tỵ ở trong cái năm nay, đặc biệt là phần bổn mạng, với là năm thì năm mộc, mình thì những cái người như là Đinh Tỵ nè, hoặc là Quý Tỵ nè, Ất Tỵ là không tốt đẹp cho lắm về nhiều mặt. Thì đã đến cái giai đoạn này của năm rồi thì mọi người sẽ đã cảm nhận thôi là mình đã nói đúng hay nói sai. Tại vì như đã nói, trong tam tai thì nó sẽ có là tai ương, tai ấp và tai nạn, chắc chắn là một trong ba thứ đó nó sẽ phải có. Có thể là năm nặng nó chỉ có tai ương, có nhiều người bị thị phi đồ dữ lắm, rồi là có người thì bị tai nạn, rồi có người thì bị vướng hạn tù tội nếu như mà không tốt đẹp về cái có ngày tháng năm sinh có vướng vào cũng tổ tịch ha. Thì bây giờ là đã vào tháng 11 rồi, có thể nói là tháng Hợi, tháng vừa rồi là tháng lục xung với tuổi của mình, cho nên là gia đạo tình cảm nó nhiều biến chuyển xấu. Tuy nhiên là thông qua tháng 11, tháng Bính Tý thì xét về mặt gia đạo thì không có việc gì quá lớn lao. Để xem coi là nó tốt cỡ nào đối với người tuổi Tý sau khi chuyển qua cái tháng xấu nhất trong năm đối với người tuổi tuổi Tỵ, đó là tháng Hợi, tháng 10 âm lịch. Rồi đầu tiên hết là phải nói đến những người xấu nhất của năm nay cho các người tuổi Tỵ, đó là người Quý Tỵ. Tại sao mà nói là người Quý Tỵ xấu á, thì hồi đầu năm có giải thích, mình có nói sơ lại á, năm nay ha, Kỷ thì khắc quý của năm chữ ha, rồi thiên can á là Kỷ khắc quý, ảnh hưởng đến phần công việc. Mạng thì là mạng thủy gặp năm mộc là sinh xuất, năm bình địa mộc nữa, cho nên là rất là nhiều sinh xuất, nhiều nước, cho nên là bổn mạng không tốt đẹp. Địa chi thì Tỵ Hợi là lục xung, cho nên là xét về mặt tử vi ở trong năm thì rõ ràng là không tốt đẹp. Cho nên là tháng này đối với cái người Quý Tỵ là tháng Bính Tý, thì là mạng là mạng thủy gặp tháng Bính Tý là tháng thủy, cho nên là thủy đồng hàng, bổn mạng sức khỏe đã tốt, không có vấn đề gì nữa. Thiên can thì chữ quý và chữ bính thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên là có thể nói là bình thường, công việc không quá gặp thêm những cái chuyện xấu, mà cũng không được, không phải là không gặp được nhiều cái sự tốt đẹp đâu, chỉ là bình thường nó diễn ra như trong những cái năm vừa rồi thôi, chứ không phải là được lục hợp hay là ngũ hợp gì đó cho nó tốt đẹp đâu nha. Rồi địa chi Tỵ Tý thì tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có xung khắc nhau. Như vậy thì rõ ràng tháng 11 đối với người Quý Tỵ là một cái tháng tương đối tốt đẹp, rõ ràng tốt đẹp hơn nhiều trong tháng 10, nhưng mà gọi là hết cái vận xui rồi, vừa kết thúc, cho nên là mới hững hững lên nha, chứ không phải là nhiều điều tốt đẹp đâu. Rồi tiếp theo đó là người Ất Tỵ sinh năm 1965 với mệnh phúc đăng hỏa. Đây là mình đã nói một trong những cái tuổi năm nay chịu thiệt thòi, chỉ sau Quý Tỵ thôi. Thì tháng người thì mệnh hỏa, gặp tháng Bính Tý là tháng thủy, như vậy mạng là thủy khắc hỏa, mạng bị tháng khắc, sức khỏe cẩn thận nhiều việc xấu, đề phòng những cái tai nạn nhỏ phạm thân. Tuy là tháng Ất Hợi là nó là Hợi, Tỵ Hợi là lục xung, nhưng mà nói về bổn mạng là không sao. Vì sao? Vì Ất Hợi cũng hỏa, mà Ất Tỵ thì cũng hỏa, cho nên không ảnh hưởng bổn mạng. Tuy nhiên sang tháng Tý này, tình cảm, gia đạo, công việc có thể tốt, nhưng bổn mạng lại xấu đi. Đó, thiên can Ất Bính thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên có thể nói là công việc tiếp tục là một tháng không vấn đề,
ok, ổn, không gặp thêm chuyện xấu. Chứ mà gặp xấu từ đầu năm tới giờ đã muốn đuối lắm rồi ha. Chứ còn nếu mà thấu nữa thì không biết sống làm sao. Cuộc đời mà nó rớt xuống thì lâu lâu nó cũng phải ngẩng lên chứ. Chứ mà rớt hoài luôn, chặt xuống luôn à, xuống dưới luôn á, xuống dưới 6 tấm hòm luôn à, mệt lắm à. Rồi, địa chi thì cũng giống như các tuổi Tý, của quý Tỵ là Tỵ Tý, từ chỗ bình hòa, không hình hại, cũng không có xung khắc nhau. Cho nên là gia đạo tình cảm sẽ có nhiều điều tốt cực hơn, tốt đẹp hơn, nhất là đối với các anh. Ất Tỵ sinh năm 1965. Rõ ràng thì tháng 11, tháng Bính Tý của năm Kỷ Hợi 2019 vẫn có những điều không có suôn sẻ hoàn toàn đối với người mà Ất Tỵ. Vì sao? Vì khi mà tháng bị khắc bổn mạng thì phúc tinh và tài tinh, vì thế nó cũng sẽ mất tác dụng. Mà năm nay sao chủ của nam và nữ thì đều không tốt đẹp cả, cho nên là sợ rằng cái sao chủ nó không có mấy cái phúc tinh và tài tinh khống chế, nó sẽ tạo ra nhiều cái sự hung hại ở trong cái bổn mạng, dù rằng cái thiên can và địa chi đều là bình hòa, không có gì xảy ra. Các anh các chị hãy nhớ cẩn thận, các anh các chị các tỵ hãy nhớ cẩn thận bổn mệnh của mình, hãy tin rằng đây vẫn là năm tam tai năm nạn, có thể là tai nạn, tai ách, tai tiếng vẫn còn chưa hết được đâu, dù rằng qua cái tháng sụt xuống nhất là tháng Ất Hợi rồi. Tiếp tục đó là người Đinh Tỵ sinh năm 1977 với mệnh Sa Trung Thổ. Như vậy người mệnh Thổ gặp tháng Bính Tý là tháng Thủy, là Thổ khắc Thủy. Như vậy là bản mệnh khắc tháng cũng không tốt đẹp cho sức khỏe, cần cẩn trọng bổn mạng. Tuy nhiên với người Đinh Tỵ thì không sợ là mất mạng ở trong tháng này, vì có xấu thì bữa là tháng khắc bổn mạng nó sẽ xấu nhiều hơn là mình khắc nó. Ví dụ như tháng này mình có bệnh hoặc gì đó thì cũng là thuộc nhẹ nhàng, phát hiện nó cũng không phải là bệnh ung thư hay là cái gì, nó chỉ là bệnh nhẹ để mà mình vượt qua. Tháng này có thể sử dụng nó làm mổ xẻ là cũng không vấn đề đâu ha. Thiên can Bính Đinh là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Cả Bính và Đinh thì thuộc nạp âm ngũ hành hỏa, cho nên có thể nói là công việc tương đối tốt đẹp, hững hơn nhiều. Cả cái Bính Đinh là cùng hành hỏa, cho nên là sẽ tốt đẹp nhiều hơn ở trong công việc làm ăn. Rồi, ở địa chi Tỵ Tý thì tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có xung khắc nhau, cho nên gia đạo tình cảm sẽ ít buồn phiền xáo trộn. Đặc biệt là các chị nữ sẽ không có phải lo lắng thêm nữa cái chuyện mà buồn phiền tình cảm của mình từ đầu năm tới bây giờ ha. Rồi, đó là những cái gì mà mình sẽ thấy được đối với người mà Đinh Tỵ Sa Trung Thổ ở trong tháng 11. Nếu là mình thì mình vẫn tương đối cẩn thận cái bổn mạng, vì dù sao đi nữa thì mình khắc tháng, nhưng mà cẩn thận thì nó vẫn hơn ha. Không có cái ví dụ như thí dụ như mà trầy tay, không có trầy tay thì nó vẫn tốt hơn chứ, đúng không? Đó. Rồi tiếp tục đó là các em Kỷ Tỵ sinh năm 1989 với mệnh Đại Lâm Mộc. Trải qua cái tháng Ất Hợi 2010, tháng Ất Hợi tháng 10 của năm Kỷ Hợi 2019 vừa rồi. Thời giờ nếu mà chính xác hôm nay mới có 21 thôi, thì rõ ràng là kinh khủng. Thấy có nhiều điều ha, không có ok chút nào hết. Người bổn mạng thấy nó cũng sao sao, thấy toàn là cái chuyện gì đâu không. Rồi bước qua cái tháng gọi là xấu nhất của mình, xấu cực kỳ xấu, đâu mà đó là xấu tận cùng của cái năm Kỷ Hợi rồi, thì mình sẽ hy vọng rằng tháng 11 này nó sẽ tốt đẹp hơn. Thì người Đại Lâm Mộc gặp tháng Bính Tý là tháng Thủy, là như vậy là Thủy sinh Mộc, bản mệnh được tương sinh, tốt cho sức khỏe và bổn mạng, phúc tinh và tài tinh vì thế được phát huy tác dụng. Thấy một điều tích cực rồi. Tháng vừa rồi là bị nó đốt, bị hỏa đốt nữa, cho nên là không ổn. Địa chi thiên can Bính Kỷ không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Nạp âm ngũ hành của Bính Đinh là hỏa, Kỷ Mậu Kỷ là thổ, cho nên nạp âm ngũ hành là tương sinh. Cho
hiển nhiên là sẽ tốt đẹp về công việc và có tài lộc phát sinh, nhưng không quá lớn. Đừng có mong cầu cái số tiền lớn mong cầu nó về chút thôi, nhưng mà có về là mừng rồi ha. Kỹ tị mà có tiền mà thấy tươi lại liền à nha, người kỹ tị hay vậy đó, thấy tiền mà tươi lại liền ha. Tại vì người con rắn mà, mọi người sẽ nghiệm kỹ, thường là hãy canh kho báu, canh tiền. Người kỹ tị họ xài kỹ, họ hay giữ tiền, chính vì cái đặc tính này của họ. Rồi địa chi thì cũng giống như các cái tuổi tỵ khác, tỵ tý, tự chủ, bình hòa, không hình hại, cũng không có tương hợp nhau, không có vấn đề về gia đạo tình cảm nữa, khỏi có phải lo lắng ha. Mấy người kỹ tỵ ha, người kỹ tỵ là những con rắn mềm lắm, họ quấn rất là mềm nhưng mà họ siết cũng rất là chặt đó. Các em nữ là đặc biệt là như vậy. Rồi rõ ràng là tháng 10 một âm lịch đối với người kỹ tỵ có nhiều cái tín hiệu tích cực hơn, rõ ràng là đã thoát ra được cái tháng 10 đầy khó khăn và nguy hiểm. Chúc mừng các em kỹ tỵ. Rồi người cuối cùng của tuổi tỵ mà mình sẽ xác định ở trong cái tử vi của tháng Bính Tý thì là tuổi Tân Tỵ. Người Tân Tỵ sinh 2001 với mệnh Bạch Lạc Kim. Mình không xét các bác Tân Tỵ 1941 bởi vì các bác này là lớn quá rồi, thì thuộc dạng là ăn hưởng tuổi già cho nên mình không xét tới, mình sẽ cho các em nhỏ tuổi Tân Tỵ thôi. Với mệnh Bạch Lạc Kim thì gặp tháng Bính Tý là tháng Thủy, cho nên là Kim sinh Thủy, bản mệnh bị sinh sức khỏe và bổn mạng cẩn thận có vấn đề. Rắn mà ở trong mùa đông là rắn không có rắn ngủ không à, cho nên là thường tháng này là nên cố gắng hạn chế một tí xíu ở trong hang đi, đừng có ra đường nhiều quá, coi chừng có việc không làm, nhưng mà cũng chỉ là trầy sát nhẹ nhàng thôi, không có đến nỗi là nguy nan bổn mạng đâu. Cái đó là người Tân Tỵ, các em Tân Tỵ nam mạng nhớ tháng này đi bão ít thôi, đi bão nhiều coi chừng phải băng bột chân á. Thiên can thì rất tốt đẹp với chữ Bính hợp Tân. Đây là thiên can thuộc ngũ hợp cho nên là tốt cho công việc và dễ sinh tài lộc. Nhưng mà như đã nói thì Tân Tỵ thì phần lớn là các em đang ở trong cái giai đoạn đi học. Có một số em nhỏ thì không đi học, đi ra đi làm, thì với cái thiên can Bính hợp Tân như vậy thì công việc tốt đẹp, không có vấn đề gì đâu. Phải nói rằng là đây là giai đoạn mà gọi là xây dựng sự nghiệp, đi làm chỉ để trang trải cuộc sống, đủ cái tiền để mình mua cái vật phẩm, mua cái thời trang, mua đồ để xài Tết thôi, cho nên là được cái này là tốt đẹp. Địa chi thì địa chi là tỵ tý, tự chủ, bình hòa, không hình hại, cũng không xung khắc nhau, cho nên gia đạo tình cảm tiếp tục là một tháng tốt đẹp, không có vấn đề gì cả. Đây là một cái điều các em, nhất là nữ mạng ở trong cái tuổi Tân Tỵ rất là thích. Tại vì sao? Tại vì đang ở trong cái giai đoạn yêu đương, để tìm hiểu, để có một cái xây dựng gia đình, mà tình cảm gia đạo không có vấn đề thì sẽ là tốt đẹp, sẽ được yêu thương rất là ngon lành. Như vậy thì mình đã chia sẻ xong cái tử vi vận hạn của tháng Bính Tý, tức là tháng 11 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019 cho tất cả những người tuổi Tỵ. Bên cạnh những điều tốt đẹp mà các cái thiên can đem lại cho người công việc, thiên can ảnh hưởng người công việc đem lại cho người tuổi Tỵ, thì cũng có một chút khó khăn cho các cái người tuổi Tỵ có cái bổn mạng không tốt, là người Ất Tỵ, rồi là Tân Tỵ đó, rồi là Đinh Tỵ. Đó là những cái người mà cần phải cẩn thận bổn mạng một chút xíu, đặc biệt là các anh các chị tuổi Ất Tỵ rất là dễ nguy nan bổn mạng, phải cẩn thận nhiều điều hơn. Mọi người sẽ có một cái tháng 11 dĩ nhiên là tốt đẹp hơn hẳn. Có cái gì, cái tháng 10 4 điểm về tử vi thì tháng này tới 8 điểm lận. Hy vọng rằng với cái những sự tốt đẹp về tử vi như thế sẽ làm cho mọi người có được cái sự thành công tốt đẹp, có được cái tiền tài để chuẩn bị cho những cái dự định ngày cuối năm, ngày Tết cổ truyền của chúng ta. Hy vọng rằng những cái thông tin mình đưa nó thật sự chuẩn xác và giúp mọi người ứng dụng vào cuộc sống được một cách
thuận lợi. Mọi người xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi tỵ biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Tử Vi Vào Cuộc Sống cũng như anh Ba Tử Vi, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của mình hoặc là người thân. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.